Đưa tôi ra tù thì tôi sẽ cứu cả thế giới khỏi COVID-19. Đây chính là lời nói của Martin Scully, cựu CEO của 13 Pharmaceuticals, là người đang thụ án 20 năm vì tội lừa đảo. Mặc dù vẫn đang thụ án, song Scully vẫn cùng nhóm cộng sự thực hiện các dự án khoa học phát triển phương pháp điều trị virus SARS-CoV-2. Và theo ông thì nỗ lực nghiên cứu vaccine và thuốc chữa trị COVID-19 của các nhà khoa học khác hiện nay là không đủ. Theo tài liệu xuất bản bởi công ty công nghệ sinh học ProPiro, thì ông cho biết bản thân chính là một trong số ít giám đốc điều hành có kinh nghiệm trong tất cả khía cạnh phát triển thuốc. Scully viết trong tài liệu, từ tạo ra phân tử, phát triển giả thuyết đến đánh giá tiền lâm sàng, thiết kế thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối trên toàn cầu, tôi đều có thể triển khai một cách suôn sẻ. Scully cũng yêu cầu là được mãn hạn tù tạm thời trong khoảng 3 tháng để hỗ trợ công cuộc nghiên cứu điều trị SARS-CoV-2. Ông nói muốn được đóng góp cho tình hình tồi tệ hiện nay, chứ không vì mục đích tự do cho bản thân. Trong phần còn lại tài liệu, Scully cùng cộng sự cho biết họ xác định các thành phần cho thuốc chống virus corona bằng mô hình của máy tính dựa trên nguồn hợp chất có sẵn. Dựa trên mô hình đó thì Scully và nhóm nghiên cứu có thể tìm ra hợp chất tiêu diệt được enzyme chính trong bệnh SARS-CoV-2. Enzyme chính trong mục tiêu mà nhóm Scully nhắm đến là RNA, phụ thuộc RNA của polymerase. Và đây là thành phần chính mà SARS-CoV-2 sử dụng để tạo ra các bản sao vật liệu di truyền của chính nó. Các thuốc kháng virus ví dụ như là thần dược mới nổi như là Remdesivir cũng mang thành phần có thể ức chế loại là polymerase này. Nhóm Crowley còn cho biết thêm, họ tìm thấy 8 loại thuốc hiện có thể ngăn chặn SARS-CoV-2. Dẫn đầu danh sách chính là clofazimine, là một loại kháng sinh được sử dụng để điều trị bệnh phong. Nhiều dự án khác nhau đang được nhóm nghiên cứu thực hiện, bao gồm thiết kế các chất tương tự cho hợp chất được đánh giá cao như là clofazimine bằng những phương pháp tính toán khác nhau. Theo nhà hóa dược phẩm kim blogger công nghiệp nổi tiếng Derek Lower, thì dự án của nhóm Scully hoàn toàn là không điên rồ và rất có tiềm năng ứng dụng. Martin Scully từng được gọi là người bị ghét nhất nước Mỹ. Ông nổi tiếng với lại cú sốc gây chấn động ngành dược thế giới khi nâng giá của loại thuốc quan trọng là Darafim lên là 5.000% chỉ sau một đêm. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2017, Scully bị kết án lừa đảo nhà đầu tư tại hai quỹ đầu cơ, nhận án là 20 năm tù.